Sau khi trở về Việt Nam thi đấu cho câu lạc bộ Công an Hà Nội, Philip Nguyễn đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để có quốc tịch Việt Nam. Điều đó có nghĩa rằng, thủ thành này có thể lên tập trung đội tuyển quốc gia ngay trong đợt tập trung vào tháng 9. Chia sẻ trên tờ INI, Cộng hòa Séc, thủ môn gốc Việt cho biết, tôi sắp có quốc tịch Việt Nam và thi đấu với tư cách đội binh ở V-League. Quá trình nhập tịch sẽ hoàn tất trong vài tháng nữa. Tôi có thể lên khoác áo đội tuyển Việt Nam, cống hiến vì lợi ích quốc gia. Người Việt Nam rất quan tâm tới bóng đá và tôn trọng đồng bào sinh sống ở khắp nơi trên thế giới. Ở Việt Nam, bóng đá được chú ý tới nhiều hơn Cộng hòa Séc. Câu chuyện của tôi khác với ngoại binh 100% muốn nhập tịch Việt Nam. Tôi không phải là cầu thủ ngoại. Khi hoàn tất thủ tục để tôi có thể trở về Việt Nam thi đấu, bố tôi rất vui. Ông ấy đã bật khóc. Khi được hỏi có nuối tiếc về việc không được khoác áo đội tuyển Cộng hòa Séc hay không, Philip Nguyễn trả lời, thú thực tôi rất tiếc vì điều đó. Đó có thể là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tôi. Nhưng cơ hội này trôi qua, cơ hội khác sẽ tới. Một trong những lý do khiến tôi quyết định thi đấu ở V-League là có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Cộng hòa Séc có những thủ môn xuất sắc và tôi không có chỗ đứng. Chia sẻ về việc khoác áo câu lạc bộ Công an Hà Nội, Philip Nguyễn cho biết, trong 3 ngày kể từ khi họp báo, tôi đã được ra sân thi đấu. Mọi thứ trong bánh tới mức tôi không có thời gian hồi phục. Đội bóng hiện tại của tôi được đánh giá cao khi có nhiều tuyển thủ Việt Nam. Philip Nguyễn khen ngợi kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam. Còn quá sớm để kết luận về năng lực của họ, nhưng theo quan sát của tôi, kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam rất tuyệt vời. Về chiến thuật, họ không ở đẳng cấp cao như châu Âu. Các cầu thủ Việt Nam thi đấu khá tự phát. Dù có thể hình nhỏ nhưng họ rất rắn giỏi, thủ môn sinh năm 1992 khẳng định.